Nhưng mà năm trước từ đầu năm giờ đến kia anh lại ngọc hả? Dạ dạ. Cái đấy là chém thì chém. Cái chém em đi, chém cho người ta. Mà chị Hà biết một bài là hãy để em như một tập thơ. Tập thơ của chị nó ghi chữ dối trá với cả tên chị ở đấy. Cái tập thơ ấy sao nghĩ là nhiều trò kinh khủng quá. Không kể cả cả này cũng sai chứ nữa, nhưng mà nó làm những cái trò nó cũng thể nào cái bài hai đây cho ta chơi không mình nhưng mà mình nghĩ là nói chung là ai mà như thế thì xóa đi, xóa mà ai mà giờ nói cũng bị khóa lại thế là sao, mà xóa là cũng nên sợ, không xóa cũng nên sợ. Nói chung là mình khóa im lặng thì cũng bị, mà nói thì mình phản lại thì cũng bị giống bài nữa. Mà em không có đi qua để anh chụp ảnh. Ôi, bà biết đó, ai dành những gì thì dẫn chịu thành. Không phải, tại vì em lo một câu ra em còn chụp mình vậy cơ. Hết trên này là thiên thần á. Dạ, không biết sao nên giận cái gì đó rồi. Em không nói thì nó cũng có cái cơ nó nói là em đuối lý. Dạ, em nói là nó bắt để công chí của em. Như anh ấy được lâu là anh im lặng được cả đổ muốn làm sao đó. Bây giờ em im lặng nên em nói xong rồi. Thì nó sẽ biết xong cái bài đấy rồi, em nghĩ là mọi người đọc cũng nhiều. Em không cần giải thích. Tiếp xúc với ai hết. Mình tiếp xúc với nhau và giờ mình lại cũng nói cái ảo. Hello. Rồi, về không kịp rồi. Không nhúm nít luôn á, cứ để cho đu vậy luôn. Không nhúm nít giúp bạn luôn, cứ đu cho đu. Đúng rồi, đúng rồi, sợ quá. Quên lắm rồi, hơn 1.000 người bạn ở trên đó đó. Vài người bạn mà tìm được đó là hai nhóm người. Hình như là mình đợt rồi cũng có nhiều người nhảy, nhiều người lạ hơn thôi, mình mà không ra làm nào luôn cũng gặp ai ra hơn. Em bị mệt rồi, em sẽ nhớ mấy ngày rồi. Nhiều là em hơi đổi. Chán sau lưng thì có, bạn đó nói xấu sau lưng thì có, nhưng mà còn cái chuyện mà nói với lại những người khác thì hay là vì là chính trẻ. Bạn này chưa có quay thực sự đi. Quay phim. Quay là xong.